Xin chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng của bản tin 9 giờ 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Như thường lệ, một số tin tức trong tỉnh đáng chú ý sẽ mở đầu cho bản tin sáng nay. Chiều 25 tháng 7, tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, đoàn đại biểu tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh do đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cùng dự lễ viếng có đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy viên, đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị xã hội tỉnh. Tại lễ viếng, trong không khí trang nghiêm, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng đoàn cán bộ tỉnh Cao Bằng đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vòng hoa của đoàn đại biểu tỉnh Cao Bằng mang dòng chữ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cao Bằng kính viếng. Trước anh linh của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đoàn đại biểu tỉnh bày tỏ sự tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, một nhà lãnh đạo xuất sắc đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân. Người cộng sản kiên trung, trí tuệ, mẫu mực, liêm khiết, luôn sống trọn đời theo lý tưởng, đóng góp nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc cho đất nước. Với lòng tiếc thương và biết ơn sâu sắc, các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng thời nguyện noi gương đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo, phát huy ý chí, khát vọng đưa tỉnh nhà ngày càng phát triển, giàu mạnh, văn minh. Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng sẽ được tổ chức lúc 13:00 ngày 26 tháng 7 tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Lễ an táng lúc 15 giờ cùng ngày tại nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội. Sáng 25 tháng 7, đoàn công tác Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia do đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Cao Bằng. Dự và làm việc với đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh. Trong 7 tháng đầu năm 2024, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã chỉ đạo quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả các văn bản của Chính phủ, các bộ, ngành trung ương, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Các lực lượng chức năng đã kiểm tra phát hiện 543 vụ, 531 đối tượng vi phạm, tăng gần 28% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khởi tố hình sự là 38 vụ, 84 đối tượng, xử lý hành chính trên 460 vụ, tăng 44% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính nộp ngân sách nhà nước gần 14,5 tỷ đồng, tăng trên 74% so với cùng kỳ năm 2023. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Nguyễn Bích Ngọc nêu rõ, tỉnh Cao Bằng có địa bàn rộng, đường biên giới dài, nhiều đường mòn, lối mở nên công tác chống buôn lậu gian lận còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Ban Chỉ đạo 389 cao cấp đã chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ, tăng cường tuần tra, kiểm soát, bám nắm địa bàn. Sau đó, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới cơ bản được kiểm soát. Thời gian tới, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường các biện pháp quản lý, nắm chắc địa bàn và dự báo tình hình thị trường, nâng cao hiệu quả của việc trao đổi thông tin về thanh, kiểm tra và xử lý trong hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tỉnh Cao Bằng đề nghị Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện về cơ chế, chính sách, hướng dẫn tổ chức triển khai các văn bản, thông tư, nghị định liên quan đến công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế tại địa phương. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đề nghị Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác phối hợp, không chủ quan, kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới và nội địa, nắm chắc địa bàn, tăng cường công tác tuyên truyền, quan tâm hỗ trợ đời sống nhân dân vùng biên giới, tham mưu đề xuất các chính sách tạo việc làm cho nhân dân biên giới, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và ngăn ngừa các sai phạm, xử lý nghiêm mọi hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Ngày 24 tháng 7, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh Cao Bằng tiến hành kiểm tra thực hiện quy chế phối hợp giữa ba lực lượng công an, quân sự, biên phòng theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Sau tháng đầu năm 2024, ba lực lượng đã chủ động phối hợp kiểm tra, xác minh được 297 tin, tổ chức tuần tra bảo vệ biên giới được 46 lần với 581 lượt người tham gia, phát quang được 27,7 km đường tuần tra, 250 tờ rơi tuyên truyền và vận động quần chúng nhân dân giao nộp 14 khẩu súng tự chế, phối hợp bắt giữ 31 vụ, 47 đối tượng phạm tội về ma túy, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực môi trường và lĩnh vực kinh tế, thu giữ 1.009,1 gam heroin, phá nhổ 458 cây thuốc viện, 490 cây thuốc lá điện tử cùng nhiều tang vật khác. Kết luận buổi kiểm tra, đoàn công tác đề nghị các lực lượng tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung phối hợp trong thực hiện Nghị định 03 của Chính phủ, nắm chắc tình hình nội ngoại biên và trên biên giới, tăng cường tuần tra kiểm soát, phối hợp thực hiện tốt công tác đối ngoại trong, làm tốt công tác vận động quần chúng, tăng cường quản lý địa bàn, triển khai quyết liệt các phương án, kế hoạch đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, thực hiện tốt công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tại địa phương. Sáng 25 tháng 7, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Quảng Hòa và đặt vòng hoa dâng hương anh hùng liệt sĩ Bế Văn Đàn, thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn huyện Quảng Hòa nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm, trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn công tác Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc. Tiếp nối truyền thống anh hùng bất khuất của các thế hệ cha anh đi trước, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Cao Bằng nguyện tiếp tục phát huy phẩm chất, truyền thống bộ đội Cụ Hồ, chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và quân đội giao phó. Tiếp đó, đoàn đã đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Vương Thị Giói, sinh năm 1939, trú tại thị trấn Hòa Thuận; mẹ Việt Nam anh hùng Trịnh Thị Ngai, sinh năm 1931, trú tại xã Cai Bộ, huyện Quảng Hòa. Tại các gia đình đến thăm, đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên các mẹ, mong muốn các mẹ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, luôn là tấm gương sáng cho con cháu học tập, noi theo. Chiều cùng ngày, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức gặp mặt thân nhân gia đình thương binh, liệt sĩ đang công tác tại cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Trong không khí thân tình của buổi gặp mặt, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và thân nhân gia đình thương binh, liệt sĩ đã cùng nhau ôn lại ý nghĩa lịch sử Ngày Thương binh Liệt sĩ. Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh mong muốn thân nhân gia đình thương binh, liệt sĩ đang công tác tại cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, truyền thống quê hương cách mạng, tiếp tục nỗ lực vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu. Tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý trong nước quốc tế. Lễ quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức trọng thể trên khắp đất nước Lào. Quốc tang diễn ra trong 2 ngày, 25-26 tháng 7. Bắt đầu từ 8 giờ sáng 25 tháng 7 tại thủ đô Viêng Chăn, trụ sở Văn phòng Thủ tướng Chính phủ Lào, trụ sở Văn phòng Quốc hội và trước đó là tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, lễ quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được tổ chức trang trọng. Bắt đầu bằng nghi thức kéo cờ rủ, các cán bộ, nhân viên của Văn phòng Thủ tướng Chính phủ Lào đã dành một phút mặc niệm bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đã có những đóng góp to lớn và quan trọng cho việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào, Việt Nam, Việt Nam, Lào không ngừng phát triển. Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Lào chia sẻ Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào mất đi một người bạn gần gũi và thân thiết nhất. Vì vậy, Đảng và Chính phủ Lào nhất trí để tăng cấp quốc gia ở Lào, bao gồm cả Đại sứ quán Lào và các cơ quan đại diện ngoại giao Lào ở nước ngoài. Bắt đầu từ ngày 25 tháng 7, các bộ, ngành, cơ quan từ Trung ương đến địa phương, Hội hữu nghị Lào-Việt Nam,
gửi điện chia buồn và tổ chức đoàn tham gia lễ viếng, ghi sổ tang tại Đại sứ quán và Tổng lãnh sự Việt Nam ở các địa phương trên cả nước Lào. Các tỉnh kết nghĩa của Lào với Việt Nam, lãnh đạo các tỉnh cũng gửi điện chia buồn đến Việt Nam. Ngoài ra, trong nhiều ngày gần đây, các cơ quan truyền thông, báo chí lớn của Lào đều đăng tải rất nhiều tin, bài viết, phỏng vấn, phim tài liệu với nội dung nói về những đóng góp to lớn, quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Lào, Việt Nam, Việt Nam, Lào. Cùng thời gian này, các cơ quan đơn vị từ trung ương đến địa phương của Lào đều đồng loạt thực hiện nghi lễ treo cờ rủ. Các đại sứ quán và các cơ quan đại diện ngoại giao của Lào ở nước ngoài cũng sẽ thực hiện nghi thức treo cờ rủ và dừng tất cả hoạt động vui chơi giải trí dưới mọi hình thức để tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản là 4 thị trường có kim ngạch xuất khẩu đạt trên 10 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm nay. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, hết tháng 6 năm 2024, cả nước có 4 thị trường đạt kim ngạch xuất khẩu đạt trên 10 tỷ USD trở lên gồm Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Trong đó, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 55,1 tỷ USD. So với cùng kỳ năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này tăng thêm 10,7 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam với kim ngạch đạt 27,7 tỷ USD, tăng 1,6 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2023. Đứng thứ ba là Hàn Quốc với kim ngạch đạt 12,2 tỷ USD, tăng 1,1 tỷ USD với 11,4 tỷ USD. Nhật Bản đứng thứ tư so với cùng kỳ năm ngoái, kim ngạch ở thị trường này tăng nhẹ khoảng 300 triệu USD. Ngoài ra, xuất khẩu sang một số thị trường chủ lực khác cũng có tăng trưởng ấn tượng như xuất khẩu sang EU tăng 3,3 tỷ USD, sang thị trường ASEAN tăng 2 tỷ USD, Hồng Kông Trung Quốc tăng 1,8 tỷ USD. Liên quan đến xuất khẩu của cả nước nói chung, theo thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, tính đến giữa tháng 7 năm 2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt gần 403 tỷ USD, xuất siêu 11,88 tỷ USD. Cụ thể, nửa đầu tháng 7, từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 7, tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 16,26 tỷ USD. Trong đó có 4 nhóm hàng đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên, gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, điện thoại và linh kiện, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng, hàng dệt may. Theo đó, lũy kế tổng kim ngạch xuất khẩu từ đầu năm đến ngày 15 tháng 7 đạt 207,25 tỷ USD, tăng 15,19% so với cùng kỳ năm ngoái. Tương đương kim ngạch tăng thêm 27,33 tỷ USD. Ở chiều ngược lại, nửa đầu tháng 7, tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước đạt 16,43 tỷ USD. Hai nhóm hàng nhập khẩu tỷ đô trong kỳ này là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, máy móc, thiết bị dụng cụ, phụ tùng. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15 tháng 7, tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước đạt 195,37 tỷ USD, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tương đương kim ngạch tăng 29,37 tỷ USD. Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ viêm gan B cao nhất trên thế giới. Ước tính có khoảng 10 triệu người bị viêm gan B, trong đó đường lây chủ yếu vẫn là đường lây từ mẹ chuyển sang con trong thời kỳ mang thai. Việc sàng lọc phát hiện và quản lý người phụ nữ bị viêm gan B thời kỳ trước, trong quá trình mang thai, khi sinh và sau khi sinh để đảm bảo trẻ sinh ra không bị nhiễm virus viêm gan B là việc làm rất quan trọng và cấp thiết hiện nay. Để đạt mục tiêu mà WHO đưa ra thì cần tiến hành các chương trình dự phòng lây truyền từ mẹ sang con trong suốt quá trình mang thai và sau khi sinh bằng các biện pháp, tiêm chủng vaccine viêm gan B trên toàn cầu cho trẻ, tiêm kháng huyết thanh cho trẻ sơ sinh và mẹ dùng kháng virus trong quá trình mang thai. Các chương trình dự phòng cần phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên ngành truyền nhiễm, sản khoa, nhi khoa và y tế dự phòng mới có thể giải quyết được. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bà mẹ mang thai có nhiễm virus viêm gan B cấp tính làm tăng nguy cơ sinh non, trẻ sinh ra nhẹ cân, vàng da. Bà mẹ mang thai có bệnh viêm gan B mãn tính thì tăng nguy cơ tiểu đường thai nghén và băng huyết khi sinh. Tiêm kháng huyết thanh bắt buộc cho trẻ sơ sinh ở những trường hợp mẹ mang thai có viêm gan B càng sớm càng tốt nhất trong 12 giờ đầu. Nếu để muộn hơn thì tối đa là 5 ngày, liều 30 đến 100 uy trên kg cân nặng, tiêm bắp sâu hoặc dưới da. Cần tiêm đủ 3 mũi vaccine phòng viêm gan B cho trẻ. Chương trình tiêm chủng vaccine viêm gan B toàn quốc đã giảm đáng kể tỷ lệ mắc viêm gan B trong cộng đồng. Các vaccine hiện nay an toàn và có hiệu quả phòng bệnh. Chị em phụ nữ đến tuổi kết hôn cần được xét nghiệm sàng lọc phát hiện viêm gan B. Nếu không bị
thì nên tiêm vaccine dự phòng. Phụ nữ khi đã mắc viêm gan B nếu có thai cần được quản lý bởi bác sĩ truyền nhiễm và khám thai định kỳ, cần uống thuốc kháng virus tránh lây truyền sang cho con từ tuần lễ thứ 24 và trẻ sinh ra cần được tiêm huyết thanh và vaccine sớm trong 24 giờ đầu. Chuyển sang tin quốc tế, Bộ Tài chính Mỹ thông báo nước này đã cam kết tài trợ 667 triệu USD cho quỹ toàn cầu nhằm ngăn ngừa đại dịch và chuẩn bị cho các quốc gia ứng phó với đại dịch. Số tiền trên tương đương 1/3 mục tiêu quyên góp 2 tỷ USD cho quỹ ngăn ngừa đại dịch toàn cầu. Thông tin trên được công bố bên lề cuộc họp của các nhà lãnh đạo tài chính nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 tại Rio de Janeiro, Brazil. Quỹ ngăn ngừa đại dịch toàn cầu được thành lập vào tháng 9 năm 2022 để lấp đầy khoảng trống trong năng lực phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó với đại dịch ở các nước thu nhập thấp và trung bình. Cam kết trên còn cần được Quốc hội Mỹ chấp thuận. Tuy nhiên, động thái này nhằm khuyến khích các nhà tài trợ khác tăng gấp đôi cam kết ban đầu của họ cho quỹ. Một quan chức Bộ Tài chính Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Biden sẽ tìm kiếm khoản phân bổ hàng năm từ Quốc hội để hỗ trợ cam kết này. Tuy nhiên, trong bối cảnh sự chia rẽ sâu sắc giữa Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ tại Quốc hội về vấn đề chi tiêu, cùng với thời điểm diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang đến gần, không rõ khi nào lời cam kết này có thể thực hiện được. Năm 2023, quỹ trên đã cung cấp 338 triệu USD tài trợ cho 37 quốc gia. Bộ Tài chính Mỹ cho biết sẽ nỗ lực quyên góp thêm 500 triệu USD nữa trước cuối năm nay. Bản tin 9 giờ 10 hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.